Hello anh em, thì mình là Phi, thì mình đến từ NB Shop. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em là bộ thùng gắn lên xe ha, và đây là cái thùng top ha. Cái thùng này thì mình có thể là gắn được lên ba ga nha anh em. Anh em có thể sử dụng ba ga, loại ba ga mà nó có giống như của mình nè, thì mình chỉ việc bắt cái đế thùng lên rồi mình gắn cái thùng lên ha. Thì cái thùng này nó giúp cho anh em nào mà đi tour thường á, mình đựng đồ nó cũng khá là nhiều á. Đây mình sẽ mở bên trong cho anh em xem. Đựng nhiều đồ và cũng là tiện lợi nha anh em. Đây. Thì bên trong cái thùng á, thì ở đây nó có cái viền cao su chống nước nè. Còn ở đây là cái lót thùng. Còn ở đây thì nó có cái túi ha, để cho mình đựng đồ, đi để gài thùng nè. Gài đồ, như mình để đồ cao quá, cái dây này á mình gài xuống, ém đồ xuống ha. Ở bên trong này nó cũng có cái lót thùng luôn. Thì cái lót thùng này mục đích nó là thứ nhất là để cho êm đồ của mình đó, với lại nhìn nó đẹp đó. Đồ mình bỏ này là nó không có bị bể ha. Thì cái thùng này cũng khá là to nha anh em. Nếu như mà mình xếp đồ đây, đồ quần áo mặc mình nghỉ 2 người mà đi 3 ngày 2 đêm là ok đó. Thêm những cái phụ kiện linh tinh như bộ khóa xe. Cái này thì mình nó cho mình cái khóa gài nè, rất là tiện lợi và nhanh ha. Ở đây nó còn có cho mình cái bộ chìa khóa nè. Cái chìa khóa này thì cái mục đích của nó là để chống bị trộm thùng nha anh em, chống bị trộm thùng hoặc là chống bị người ta mở thùng á. Đôi khi mình giữ xe mình không có mang cái thùng vào á, thì mình khóa cái thùng lại luôn ha. Đây, mình khóa lại mình rút chìa khóa ra là người ta không có mở được cái thùng của mình ha, hoặc là người ta muốn lấy thùng của mình cũng không lấy được đó. Khóa lại luôn thì cái này nè, người ta sẽ không gỡ cái thùng ra khỏi chiếc xe của mình được, mà cũng không mở nắp thùng được luôn đó. Chìa khóa nó cho hai chìa để mình soi cua ha, cái xài cái soi cua. Thì cái thùng này mở cũng dễ lắm em, anh em. Bây giờ mình mở khóa đi, thì xong đó là ấn thế này. Giờ là nó bung cái này ra ha. Mình lấy tay á, mình cầm mình bung cái thùng ngược ra sau là mình lấy được cái thùng ra nha anh em. Rất là nhanh nha, gắn vô cũng dễ nha. Anh em để ý nè, đây có cái đế nè. Đế nó có bốn cái cục khóa nè ha. Với cái bát này là để khóa cái thùng lại. Thì mình chỉ cần cái ba ga, mình gắn cái bát này lên, xong mình gắn cái thùng lên thôi ha. Rồi, mình đẩy lên vậy, mình đẩy ra ngoài trước cái, vậy xong đó là mình cũng gài lại. Đó, vậy thôi, là coi như là cái thùng mình nó dính trên xe, nó rất là tiện và nhanh nha anh em. Đây, ở đây viền cao su nè, chống nước nè. Này mình đi mưa đi nắng gì vô tư luôn nha. Đó, như mình lắp lên xe mình nè. Đây, để quay ngang nha anh em xem. Đó thì nó ở đây nó còn có cả quai sắt cho mình nữa nè. Khi mà mình tháo thùng ra thì mình nó quai sắt mình đi vô bằng được ha nè. Hoặc là nặng mình cầm như vậy đi. Nó có cái quai sắt này bằng nhôm ha, rất là cứng. Cái thùng này bên shop mình có bán ha, với giá 3 triệu mấy thôi. Thì nếu anh em nào mà cần mua cái thùng top này thì hãy liên hệ với shop mình nha. Liên hệ vào bay hoặc là call trực tiếp cho mình vào số điện thoại 0365305677 ha. Rồi ok, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại. Nếu anh em mua nhớ liên hệ shop mình nha. Cảm ơn.